Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem một số combo săn đá rất là đẹp và đặc biệt những cái combo này đều được miễn phí ship nha các bạn. Mình sẽ soạn từ những cái giống phổ thông cho tới giống xịn sò luôn. Bạn nào mà chưa biết trồng thì vẫn có thể chơi được những cái combo này luôn nhé. Giờ mình sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cây trong lô lần này cho mọi người xem. Rồi, đầu tiên ở đây là mình sẽ có một combo vĩ nha các bạn. Vĩ này sẽ gồm có 21 cây khác nhau và giá của nó là 125.000 miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó, mình sẽ lựa những cây khác nhau như thế này, rất là đẹp, đủ màu sắc luôn. Đó, các bạn thấy cây nó cũng là to rồi nha, đợt này vĩ nó cũng to các bạn. Đó, 21 cây khác nhau, giá là 125.000 miễn phí vận chuyển. Đối với những bạn nào mà chưa có đất trồng á, chưa chuộng được đất thì có thể mua thêm cái combo có đất trồng rồi nha. Đấy, cái combo này thì cũng sẽ gồm vĩ 21 cây khác nhau như thế này và sẽ có thêm 1 ký đất để các bạn trồng nè. Giá của combo này là 150.000 nha các bạn, 150.000 miễn phí vận chuyển. Đó, dành cho những bạn nào không chuộng được đất. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một combo nhiều cây hơn các bạn. Nó nhiều cây hơn thì giá nó sẽ còn rẻ, tính ra từng cây nó còn rẻ hơn nữa. Combo này sẽ gồm có 84 cây nha các bạn. 84 cây thì nó sẽ có 40 đến 50 loại khác nhau và giá là 300.000 miễn phí ship. Đối với sai vĩ thì các bạn lưu ý thì cái kích thước của nó là tầm khoảng 3-4 cm nha các bạn. Đó, cái đợt này to thì nó sẽ rơi khoảng 3 đến 4 cm cho một cây sai vĩ. Đó, combo này 84 cây 300.000 miễn phí vận chuyển. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có thêm một cái combo vĩ nữa nhưng mà loại xịn hơn nha các bạn. Đó, loại xịn hơn đẹp nè, các bạn thấy nhìn đã chưa. Nó loại này thì màu đẹp và cây nó sẽ già hơn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cái gốc này, gốc già, cây đẹp, màu đẹp. Nhưng mà cái size nó thì sẽ nhỏ hơn cái vĩ bên này một xíu nha. Đó. Và giá của một combo này thì cũng rẻ thôi. Đó, mình vẫn hiện đang bán là combo này có giá là 125.000 miễn phí vận chuyển. Đó, các bạn thấy đã rồi đó. Toàn cây xịn sò màu đẹp già, giá 125.000 thôi. Đó, miễn phí vận chuyển luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ có một combo to hơn các bạn. Cái này thì size bầu, size bầu thì nó rơi vào khoảng 5 tới 7 cm. Đó, đây là combo 10 cây khác nhau, tặng thêm một cây là 11 cây nha các bạn, 11 cây. Đó, được tặng thêm một cây và được miễn phí vận chuyển luôn. Đó, giá là 130.000 nha các bạn, 130.000 miễn phí vận chuyển cho cái combo xe bầu này. Xe bầu thì cây nó to nè, full bầu nè các bạn. Đó, cây nào cũng full bầu hết nha. 11 cây khác nhau đấy, 130.000 miễn phí vận chuyển. Rồi qua bên đây thì sẽ là combo xe bầu và kèm theo đất luôn nha các bạn. Đó, bạn nào chưa có đất chuộng trồng thì đây mình sẽ có combo có thêm đất để mọi người trồng cho nó dễ này. Đó, combo này thì cũng là 11 cây khác nhau. Đó, màu đẹp. Đó, mình lựa đủ màu luôn các bạn. Và giá là 155.000 nha các bạn, 155.000 miễn phí vận chuyển. Thì combo này sẽ gồm 11 cây khác nhau và 1 ký đất. Đó. Rồi, qua bên đây là mình sẽ có combo size chung các bạn, sen đá size chung. Nó size chung thì nó sẽ to nha các bạn. To và đây có những cây xịn như Madiba ở đây. Size nó thì sẽ tầm 10 đến 12 cm. Nó sỏi Opalina này, Lola đỏ này. Giá của 10 cây size chung khác nhau này là 300.000 miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó, to đẹp, bạn là thích nó to to trồng nó dễ nhanh lớn nữa thì có thể trồng cái size này. Đó, 10 cây khác nhau nha các bạn. 300.000 và được miễn phí vận chuyển luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có những cái combo xịn sò hơn. Đó, giống này toàn là sen nhập khẩu thôi nha các bạn. Đó, một combo như này sẽ có 5 cây, 5 chậu khác nhau và giá là 200.000 miễn phí vận chuyển nha. Khi các bạn mua lẻ cái này á là đã 40 đến 50.000 một chậu rồi. Đó, còn khi mua nguyên combo là chỉ có 200.000, là tính ra 40.000 một chậu mà còn được miễn phí vận chuyển nữa. Đó, có mấy chậu xịn sò mông đồ phượng hoàng lửa rồi đế rồi cờ rét đột biến này. Đó, đế đỏ rồi đế cam này. Nó toàn mấy cây xịn sò thôi nha các bạn, 200.000 miễn phí vận chuyển. Rồi đây là mình cũng có thêm một combo xịn sò nữa, gồm có 5 cây nha các bạn, 5 cây khác nhau thì cũng là toàn mấy cây ngon lành già thụ không à. Nó he ra rồi đế cam rồi cờ rét đế vương nè. Đó, cây này thì mình chưa biết tên nữa, nó có mấy cây mới mình không biết tên luôn các bạn. Nó con búp rất là đẹp, móng vuốt đỏ luôn nè. Đó, tầng lá dày này lô la lên màu tím đỏ lại mới luôn nha các bạn. Đó, combo này thì khi các bạn mua lẻ từng cây á, là nó có giá tới 350 lận, nhưng mà khi các bạn mua nguyên combo này thì có giá là 300.000 miễn phí vận chuyển thôi nha. Đó, 5 cây xịn.
Rồi cuối cùng là mình có một combo ở đây nữa. Combo này thì là những cây thuần nha các bạn. Cây thuần thì các bạn về chỉ việc chơi thôi, không cần phải trồng lại nữa. Đó, cây này mình đã trồng sẵn với giá thể phù hợp xíu nóng rồi. Đó, nó sẽ gồm có 5 cây khác nhau. Nó có cây thụ luôn nè các bạn. Đó, cúc tím thụ luôn nè. Combo này thì rẻ rồi, 150.000 nha các bạn. 150.000 cho 5 cây sen trồng sẵn như thế này. Đó, miễn phí vận chuyển luôn nha. Tính ra chưa tới 30.000 cây, 30.000 một cây mà còn được miễn phí vận chuyển các bạn. Đó, một combo sen thuần nha. Rồi, đó là những combo trong video này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo, số điện thoại phía bên dưới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.